Trang là một thành phố ven biển duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch, nằm ở phía đông của tỉnh Khánh Hòa. Phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa, phía nam giáp huyện Cam Lâm, phía tây giáp huyện Diên Khánh, phía đông giáp biển Đông. Nằm cách thủ đô Hà Nội 1.290 km về phía bắc, cách thành phố Cam Ranh 45 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 441 km về phía nam. Trước đây, vùng đất Nha Trang vốn thuộc về Chiêm Thành, do đó các di tích của người Chăm vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi tại Nha Trang. Theo nhiều nghiên cứu, tên gọi Nha Trang được hình thành do cách đọc của người Việt phỏng theo âm tiếng Chăm vốn có trước đây là Ia Tran hay Ea Tran. Trong đó, Ia hay Ea có nghĩa là sông nước và Tran có nghĩa là cây lau sậy. Ea Tran hay Ia Tran theo tiếng người Chăm nghĩa là sông có nhiều lau lách, tức là gọi dòng sông Cái chảy qua Nha Trang ngày nay rồi đổ ra biển ở nơi có nhiều lau lách. Khi người Việt đến, cách đọc chệch ra từ Ea Tran hay Ia Tran thành tên gọi Nha Trang ngày nay. Vào khoảng nửa sau thế kỷ 17, địa danh Nha Trang trong toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, tập bản đồ Việt Nam do nho sinh họ Đỗ tên Bá soạn thảo có tên Nha Trang Môn, tức cửa Nha Trang. Cuối thế kỷ 17, trong một bản đồ khác mang tên Giáp Ngọ Niên Bình Nam Đồ của Đoan Quận Công Bùi Thế Đạt cũng thấy ghi Nha Trang, Hải Môn hay cửa biển Nha Trang. Trong cuốn Phủ Biên Tạp Lục năm 1776 của Lê Quý Đôn cũng có ghi nhiều tên gọi Nha Trang như Đầm Nha Trang, Rinh Nha Trang, Đèo Nha Trang, Nguồn Nha Trang. Vùng đất Nha Trang từ năm 1653 đến giữa thế kỷ 19 vẫn là một vùng đất còn hoang vu và nhiều thú dữ thuộc vùng Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh. Qua hai thập niên đầu thế kỷ 20, Nha Trang đã thay đổi nhanh chóng với nghị định ngày 30 tháng 8 năm 1924 của toàn quyền Đông Dương. Nha Trang trở thành một thị trấn hình thành từ các làng cổ Xương Huân, Phương Câu, Vạn Thạnh, Phương Xài, Phước Hải. Vào thời Pháp thuộc, Nha Trang là tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan chuyên môn của chính quyền thuộc địa như tòa công sứ, giám binh, bưu điện đều đặt tại Nha Trang. Riêng các cơ quan Nam Triều như dinh tuần vũ, án sát, coi về hành chánh, tư pháp, lãnh binh, coi việc trật tự trị an vẫn đóng ở thành Diên Khánh, cách Nha Trang 10 km về phía Tây Nam. Đến nghị định ngày 7 tháng 5 năm 1937 của toàn quyền Đông Dương, Nha Trang được nâng lên thành thị xã. Lúc mới thành lập, thị xã Nha Trang có 5 phường, phường đệ nhất, phường đệ nhị, phường đệ tam, phường đệ tứ, phường đệ ngũ. Ngày 27 tháng 1 năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành nghị định 18 BNV, bãi bỏ quy chế thị xã, chia Nha Trang thành hai xã là Nha Trang Đông và Nha Trang Tây thuộc quận Vĩnh Xương. Ngày 22 tháng 10 năm 1970, sắc lệnh số 132 SLNV của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lấy hai xã Nha Trang Đông và Tây và các ấp xã thuộc quận Vĩnh Xương là xã Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, các ấp Phước Hải, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Điểm Hạ, xã Vĩnh Hiệp, Ngọc Thảo, Ngọc Hội, Lư Cấm, xã Vĩnh Ngọc, cùng các đảo Hòn Lớn, Hòn Một, Hòn Môn, Hòn Miễu, Hòn Tằm, tái lập thị xã Nha Trang, tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa. Thị xã Nha Trang chia làm hai quận, quận 1 và quận 2. Quận 1 gồm các xã Nha Trang Đông, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, các ấp Ngọc Thảo, Ngọc Hội và Lư Cấm thuộc xã Vĩnh Ngọc, ấp Vĩnh Điềm Hạ thuộc xã Vĩnh Hiệp. Quận 2 gồm các xã Nha Trang Tây, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, kể cả các đảo Hòn Tre, Hòn Một, Hòn Môn, Hòn Tằm, ấp Phước Hải của xã Vĩnh Thái. Tiếp đó, ngày 5 tháng 6 năm 1971, Nghị định số 357 DUHCNCND chia thị xã Nha Trang thành 11 khu phố. Quận 1 có các khu phố Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp, Vạn Thạnh, Duy Tân. Quận 2 có các khu phố Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phương Xài, Tân Phước, Tân Lập, Phước Hải. Đến ngày 22 tháng 8 năm 1972, Nghị định số 553 BNV-HCDP-NV đổi các khu phố thành phường. Ngày 3 tháng 9 năm 1974, Nghị định số 444 BNV-HCDP-26X sắp nhập các đảo Hòn Một, Hòn Cậu, Hòn Đụn, Hòn Chóp Vung, Hòn Đỏ vào phường Vĩnh Hải thuộc quận 1 và Hòn Ngọc vào phường Vĩnh Nguyên, quận 2, thị xã Nha Trang.
Ngày 2 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng tiếp quản Nha Trang. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Ủy ban quân quản Khánh Hòa chia Nha Trang thành 3 đơn vị hành chính, quận 1, quận 2 và quận Vĩnh Xương. Tháng 9 năm 1975, hợp nhất quận 1 và quận 2 thành thị xã Nha Trang gồm 17 phường: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Xài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vĩnh Hải, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Trương Huân. Ngày 30 tháng 3 năm 1977, theo quyết định số 391 CPQD của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thị xã Nha Trang được nâng lên cấp thành phố trực thuộc tỉnh, là tỉnh lỵ của tỉnh Phú Khánh, bao gồm hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay. Phần đất 7 xã của huyện Vĩnh Xương cũ là Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương được sáp nhập vào Nha Trang. Ngày 27 tháng 3 năm 1978, thành lập xã Phước Đồng thuộc vùng kinh tế mới. Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh cũ, Nha Trang trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa. Ngày 19 tháng 11 năm 1998, chia phường Phước Hải thành hai phường Phước Hải và Phước Long. Ngày 22 tháng 4 năm 1999, Chính phủ ban hành quyết định số 106/1999/QĐ-TTG công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại 2. Ngày 15 tháng 3 năm 2002, chia phường Vĩnh Hải thành hai phường Vĩnh Hải và Vĩnh Hòa. Ngày 22 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 518/QĐ-TTG công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nha Trang có độ cao trải dài từ 0 đến 900m so với mực nước biển, được chia thành 3 vùng địa hình. Vùng đồng bằng Duyên Hải và ven sông Cái chiếm 32,3% diện tích toàn thành phố. Vùng chuyển tiếp và các đồi núi thấp có độ dốc từ 3 đến 15 độ, chủ yếu nằm ở phía Tây và Đông Nam hoặc trên các đảo nhỏ, chiếm 36,2% diện tích. Vùng núi có địa hình dốc trên 15 độ, phân bố ở hai đầu Bắc Nam thành phố, trên đảo Hòn Tre và một số đảo đá, chiếm 31,4% diện tích toàn thành phố. Thành phố có nhiều sông suối tập trung ở hai hệ thống sông chính là sông Cái Nha Trang và sông Quán Trường. Sông Cái Nha Trang hay còn gọi là sông Phú Lộc, sông Cù, có chiều dài 75 km, bắt nguồn từ đỉnh Chư Tờ Go cao 1.475m, chảy qua các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thành phố Nha Trang, rồi đổ ra biển ở cửa lớn, còn gọi là cửa Đại Cù Huân. Đoạn hạ lưu sông Cái thuộc địa phận Nha Trang có chiều dài khoảng 10 km, là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ du lịch và sinh hoạt của cư dân thành phố, cũng như các huyện lân cận. Sông Quán Trường hay sông Quán Tường là hệ thống sông nhỏ, có chiều dài 15 km, chảy qua địa phận các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Phước Đồng và ba phường Phước Long, Phước Hải, Vĩnh Trường, rồi đổ ra cửa Bé. Sông chia thành hai nhánh, nhánh chính ở phía đông có chiều dài 9 km và nhánh ở phía tây có chiều dài 6 km, còn gọi là sông Tắc. Nha Trang có khí hậu nhiệt đới savan, chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương, nhiệt độ tương đối ôn hòa, nhiệt độ trung bình năm là 26,5 độ C. Nha Trang có mùa đông ít lạnh và mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 dương lịch. So với các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, Nha Trang là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm. Nha Trang có dân số hơn 422.000 người, trong đó dân số thành thị chiếm 67,62%, dân số nông thôn chiếm 32,38%, dân cư phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các phường nội thành có mật độ dân cư cao. Tuy nhiên, một số xã với địa hình chủ yếu là núi cao có mật độ dân cư thấp. Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 19 phường và 8 xã. Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Nha Trang được đặt nền móng từ thời Pháp thuộc, với việc hình thành hai cơ sở khoa học là Viện Pasteur Nha Trang vào năm 1891, nghiên cứu về vệ sinh dịch tễ, và Sở Ngư nghiệp Đông Dương năm 1922, Viện Hải dương học ngày nay, nghiên cứu về biển và động vật biển. Giáo dục đại học tại Nha Trang bắt đầu phát triển từ năm 1971 với cơ sở đào tạo bậc đại học đầu tiên là Đại học Cộng đồng Duyên Hải. Sau ngày thống nhất,
trường Đại học Thủy sản Nha Trang được chuyển từ Hải Phòng vào, cùng với một số trường quân sự như trường sĩ quan không quân từ Cát Bi và trường sĩ quan Hải quân 2, tiền thân của Học viện Hải quân, từ Quảng Ninh chuyển vào. Hiện nay, Nha Trang có nhiều trường đại học quân sự và dân sự cao đẳng phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Nha Trang nằm trên trục các tuyến giao thông quốc gia quan trọng, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Về đường bộ, thành phố Nha Trang có nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên xã và đường hẻm nội thành. Ngoài ra, thành phố Nha Trang có các tuyến đường kết nối với các địa phương khác như tuyến quốc lộ 1A chạy qua ngoại thành theo hướng Bắc Nam và tuyến quốc lộ 1C nối trung tâm với quốc lộ 1A. Có đại lộ Nguyễn Tất Thành nối thành phố Nha Trang với sân bay Cam Ranh và đường Võ Nguyên Giáp nối Nha Trang với đường 723, nay là quốc lộ 27C đến thành phố Đà Lạt. Nha Trang có hai bến xe liên tỉnh hoạt động, bến xe phía Nam trên đường 23 tháng 10 và bến xe phía Bắc trên đường 2 tháng 4. Hệ thống giao thông vận tải công cộng phục vụ cho nhu cầu đi lại trong thành phố và đến các khu vực của tỉnh Khánh Hòa cũng được chú trọng với nhiều tuyến xe buýt. Về đường sắt, Nha Trang nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam, thuận lợi cho việc liên kết với các tỉnh còn lại của Việt Nam. Ga Nha Trang là một trong những ga lớn trên tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam. Tất cả các tuyến tàu lửa thống nhất đều dừng ở đây. Ngoài ra, có các chuyến tàu SNT-1, 2, SNT-3, 4, SQN-1, 2 và chuyến tàu 5 sao chạy tuyến Sài Gòn-Nha Trang. Ngoài ga Nha Trang, thành phố còn có một ga phụ là ga Lương Sơn, nhưng ga này ít đón khách. Về đường thủy, thành phố có nhiều bến cảng phục vụ cho nhu cầu đi lại bằng đường thủy. Trong đó, cảng Nha Trang nằm trong vịnh Nha Trang là một cảng biển tương đối lớn, có khả năng tiếp nhận tàu hàng có tải trọng lớn và tàu du lịch cỡ lớn. Cảng Nha Trang được sử dụng như một cảng đa chức năng phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa, là đầu mối vận chuyển quan trọng bằng đường biển của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung. Ngoài ra, các cảng nhỏ khác bao gồm cảng Hải quân phục vụ cho học tập của Học viện Hải quân và huyện đảo Trường Sa, cảng cá Hòn Rớ phục vụ cho ngành khai thác thủy hải sản và chợ hải sản đầu mối Nam Trung Bộ. Nha Trang còn một số cảng phục vụ du lịch như cảng du lịch Vĩnh Trường, cảng du lịch Hòn Tre, cảng du lịch Hòn Tằm, cảng du lịch Long Phú. Về đường hàng không, trước đây các chuyến bay đến và đi ngay trong thành phố tại sân bay Nha Trang. Tuy nhiên, do nằm trong trung tâm thành phố gây nhiều khó khăn cho hoạt động và đảm bảo an toàn, nên sân bay đã được chuyển mục đích sử dụng. Hoạt động bay thương mại được chuyển đến sân bay Cam Ranh, cách trung tâm Nha Trang 35 km về phía Nam. Phương tiện đi lại giữa Nha Trang và sân bay Cam Ranh là xe buýt hoặc taxi. Vé xe buýt được bán ngay cửa ra sau khi lấy hành lý xong. Về kinh tế, Nha Trang là thành phố có nền kinh tế tương đối phát triển ở khu vực miền Trung. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Nha Trang là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, có nhiều đóng góp đáng kể tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Khánh Hòa. Thương mại, dịch vụ du lịch là ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng tạo động lực phát triển đô thị và mang lại vị thế quan trọng cho Nha Trang. Đặc biệt, các hoạt động du lịch, văn hóa, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú. Nhờ đó, Nha Trang thu hút được ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, bao gồm cả tài nguyên biển đảo vịnh Nha Trang và các danh thắng trên đất liền nội thành. Vịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507 km2, bao gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Hòn Tre là đảo lớn nhất. Vịnh có khí hậu hai mùa rõ rệt, mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, nhiệt độ trung bình năm là 26,5 độ C. Về mặt sinh thái, vịnh Nha Trang là một trong những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới, bởi nó có hầu hết các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới, đã được công nhận là thành viên câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới vào tháng 5 năm 2003. Đặc biệt, khu vực Hòn Mun của vịnh Nha Trang có đa dạng sinh học cao với hơn 350 loài san hô, chiếm 40% san hô trên thế giới. Vịnh Nha Trang với nhiều danh thắng tại các đảo đã và đang là điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi đến với Nha Trang.
Ngoài các sản vật biển, Nha Trang có nguồn phong phú về văn hóa ẩm thực từ dân dã đến cao cấp. Đặc biệt có nước yến, yến xào và nem nướng Ninh Hòa. Còn có các món bánh canh, bún cá hay bánh căn. Ngoài ra tại Nha Trang còn có bong bóng cá, phi cá, nước mắm, khô cá thu và các loại hải sản tươi sống được xếp vào loại ngon. Bên cạnh đó là hệ thống danh thắng, di tích lịch sử văn hóa trên đất liền cũng có sức hút không kém. Khu phố Tây nằm bên cạnh bờ biển Nha Trang. Một khu phố nhỏ ven theo các con đường Hùng Vương, Trần Phú, Biệt Thự, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật. Nó không quá ồn ào, nhộn nhịp nhưng có nét đặc trưng riêng. Tập trung đông khách du lịch nước ngoài và người nước ngoài sinh sống tại Nha Trang. Chợ Đầm là chợ trung tâm của thành phố biển Nha Trang, là một công trình kiến trúc đẹp, độc đáo, là chợ lớn nhất và cũng là biểu tượng thương mại của thành phố biển. Đây là trung tâm thương mại, mua sắm và cũng là điểm tham quan du lịch. Chợ bày bán rất nhiều sản phẩm gia dụng lẫn những mặt hàng lưu niệm, hải sản rất phong phú, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và nhu cầu tham quan, mua sắm của khách du lịch. Hòn Chồng, Hòn Vợ là hai cụm đá lớn nằm bên bờ biển dưới chân đồi La San. Dưới chân đồi là bãi đá ngổn ngang, có thể là do sự xâm thực của thủy triều lên ngọn đồi này tạo thành. Cụm đá lớn ngoài biển gọi là Hòn Chồng, gồm một khối đá vuông lớn nằm trên một tảng đá bằng phẳng và rộng hơn. Phía mặt đá quay ra biển có một vết lõm hình bàn tay rất lớn. Cụm đá thứ hai có hình dáng một người phụ nữ đang ngồi trông ra biển, được đặt một cái tên có ý nghĩa và gần gũi với Hòn Chồng, đó là Hòn Vợ. Tháp Bà Ponaga được vua Chăm là Hari Varman xây từ thế kỷ 7, được xây dựng theo kiểu tháp của người Chăm với gạch xây khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Đây là nơi thờ nữ thần mẹ xứ sở Ponaga và các vị thần Shiva, Ganesha. Hàng năm vào tháng 3 âm lịch, người dân đến lễ bái ở tháp bà rất đông vào dịp lễ hội tháp bà Ponaga. Trải qua thời gian, tháp bị hư hại nhiều nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc nguyên bản đến ngày nay. Thờ Pháp thuộc, Trường Viễn Đông Bắc Cổ đã từng tổ chức dùng gạch xây lại nhiều phần và đắp một số tượng lên thân tháp. Chùa Long Sơn hay còn gọi là Chùa Phật Trắng, trước có tên là Đăng Long Tự, tọa lạc ở số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, dưới chân đồi Trại Thủy. Chùa được xây dựng cách đây hơn 100 năm, trải qua nhiều lần trùng tu, đến nay là một trong 20 ngôi chùa nổi tiếng tại tỉnh Khánh Hòa. Ở đây có tượng kim thân Phật Tổ, còn gọi là tượng Phật Trắng, đang ngồi thuyết pháp, ngự trị trên đỉnh đồi. Nhà thờ núi có tên chính thức là Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua, là một nhà thờ công giáo ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhà thờ này được xây dựng theo phong cách kiến trúc nhà thờ phương Tây, nơi đây có đặt thánh giá trên đỉnh cao nhất tại tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường. Viện Hải Dương Học Nha Trang là một viện nghiên cứu đời sống thực vật Hải Dương. Viện được người Pháp thành lập năm 1922, được xem là một cơ sở nghiên cứu sớm nhất ở Việt Nam và là nơi có bộ sưu tập các hiện vật về cuộc sống Hải Dương lớn nhất ở Đông Nam Á. Hiện nay, viện không những là một viện nghiên cứu mà còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách yêu thích sinh vật biển. Lầu Bảo Đại hay còn gọi là biệt thự Cầu Đá, nằm trên đỉnh núi Chụt, núi Cảnh Long, là một di tích lịch sử văn hóa nằm gần Viện Hải Dương Học. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo, có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc phương Tây với nghệ thuật hoa viên phương Đông. Lầu Bảo Đại được người Pháp xây dựng năm 1923 trên đỉnh núi Chụt hay còn gọi là núi Cảnh Long để làm nơi ăn ở cho các nhà Hải Dương Học đến nghiên cứu vùng biển Đông Nam Á tại Viện Hải Dương Học Đông Dương, nay là Viện Hải Dương Học Nha Trang. Từ năm 1940 đến năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ ngơi, nên từ đó cụm di tích này được gọi là Lầu Bảo Đại. Hiện nay trong tiến trình chuyển đổi quy hoạch, Lầu Bảo Đại đã ngưng không nhận khách tham quan và đang trong quá trình trùng tu, cải tạo, cũng như mở rộng khuôn viên để trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại phục vụ khách du lịch trong tương lai.